cặp bồi phôi đẹp quá, thích quá. Dáng được rồi, gốc bệ được rồi, công tử. Quay quất cả đôi nhỏ nhỏ lên đây thì để thêm một phát ổi nữa. Hôm nay là ngày của ổi, quất 3 cái ổi về và nhẫn tiền rồi. Các bạn đi sắm cây mà chỉ định đi xem thôi thì đừng có mang nhiều tiền, còn mà đi mua thì tôi không nói nhé, còn mà để đi mà để xem thôi thì đừng có mang nhiều tiền. Thích cái này đó.
khó lắm. Khó. Một bàn tay không chắn hết kìa. Oh.